Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm Thái Dương hệ và chiếm khoảng 99,86% khối lượng của hệ mặt trời. Khoảng cách trung bình giữa mặt trời và trái đất là 150 triệu km, nên ánh sáng mặt trời cần 8 phút 19 giây mới đến được trái đất. Năng lượng mặt trời ở dạng ánh sáng hỗ trợ cho hầu hết sự sống trên trái đất thông qua quá trình quang hợp và điều kiện khí hậu cũng như thời tiết trên trái đất. Thành phần của mặt trời gồm hydro khoảng 74% khối lượng, 92% thể tích, và heli khoảng 24% khối lượng và 7% thể tích. Một số lượng nhỏ các nguyên tố khác gồm sắt, nickel và oxy, silic, lưu huỳnh, magie, carbon, neon, canxi và chrome. Nhiệt độ của bề mặt mặt trời là khoảng 5.500 đến 5 độ C, trong khi nhiệt độ của vùng nhật hoa dao động từ 2 cho tới 5 triệu độ C. Đây cũng là khu vực tạo ra các trận gió mặt trời, là các dòng hạt chứa đầy năng lượng bắn từ mặt trời ra các vùng. Vành nhật hoa kéo dài ra lớp khí quyển bên ngoài của mặt trời. Nó có thể tích lớn hơn cả mặt trời. Vành nhật hoa liên tục mở rộng vào vũ trụ, hình thành nên gió mặt trời, lấp đầy toàn bộ hệ mặt trời. Vành nhật hoa hạ rất gần bề mặt mặt trời có mật độ phân tử khoảng 1015 cho tới 1016 trên mét khối. Nhiệt độ trung bình của vành nhật hoa và gió mặt trời là khoảng 1-2 triệu độ Kelvin. Tuy nhiên, trong những vùng nóng nhất nó khoảng 8-20 triệu độ Kelvin. Tuy chưa tồn tại một lý thuyết đầy đủ để tính nhiệt độ vành nhật hoa, ít nhất một số lượng nhiệt của nó được biết có từ sự tái liên thông từ trường. Tàu thăm dò mặt trời có tên là Parker Solar Probe của NASA được phóng lên vào tháng 8 năm 2018. Tàu thăm dò Parker đang trong quỹ đạo bay quanh mặt trời và kim tinh theo hình elips để tiến sát đến mặt trời. Đây là tàu thăm dò đầu tiên tiến tới bầu khí quyển mặt trời. Và vì quỹ đạo ngày càng gần mặt trời, tốc độ của tàu thăm dò này tăng liên tục để đạt tới vận tốc cao nhất trong lịch sử, trên 400.000 cây số một giờ. Chỉ sau 3 vòng bay quanh mặt trời, tàu thăm dò Parker đã thu thập đủ dữ liệu để thay đổi nhiều kiến thức từ trước tới nay. Những nhà nghiên cứu đã giải thích những kết quả đo đạc mới nhất từ vùng nhật hoa là vùng ngoài của khí quyển mặt trời. Các dữ liệu này được ghi lại từ 2 lần tàu thăm dò Parker tiến sát mặt trời nhất vào tháng 11 năm 2018 và tháng 4 năm 2019.
trời không thể quan sát trực tiếp, và chính mặt trời là vật chắn bức xạ điện từ. Tuy nhiên, tương tự như trong địa chấn học, sử dụng sóng do các trận động đất tạo ra để xác định cấu trúc bên trong của trái đất, ngành nhận chấn học sử dụng các sóng ngoại âm đi xuyên qua phần trong mặt trời để đo và hình dung cấu trúc bên trong của ngôi sao này. Mô hình máy tính về mặt trời cũng sử dụng công cụ lý thuyết để xác định các lớp bên trong của nó. Lõi của mặt trời được coi là chiếm khoảng 0,2 tới 0,25 bán kính mặt trời. Nó có mật độ lên đến 150 gram trên cm khối, 150 lần mật độ nước trên trái đất. Và nhiệt độ của lõi mặt trời gần 13.600.000 độ Kelvin. Những phân tích gần đây cho thấy tốc độ từ quay của lõi cao hơn vùng bức xạ. Trong hầu hết vòng đời của mặt trời, năng lượng được tạo ra bởi phản ứng tổng hợp hạt nhân thông qua một loạt bước được gọi là dãy proton-proton để biến hydro thành heli. Tàu thăm dò Parker trang bị nhiều thiết bị có thể ghi lại những quan sát về vành nhật hoa của mặt trời, hai cực và đĩa mặt trời. Tàu cũng có thể sử dụng các thiết bị đa dạng để đo từ trường và gió mặt trời, những dòng hạt năng lượng cao bắn từ ngôi sao này ra khắp hệ mặt trời. Hiểu biết về từ trường và gió mặt trời có ý nghĩa lớn bởi chúng góp phần tạo ra thời tiết vũ trụ và tác động tới trái đất khi làm gián đoạn các hệ thống định vị GPS, ảnh hưởng tới liên lạc và ngay cả các chuyên gia trên trạm vũ trụ quốc tế. Từ trường của mặt trời lớn đến mức trải rộng qua cả sao Diêm Vương, mở đường cho gió mặt trời quét thẳng qua hệ mặt trời. Những phân tích từ thiết bị thu thập hạt trên tàu thăm dò Parker cho thấy gió mặt trời ở gần ngôi sao này có những diễn biến khó hiểu. Khi từ trường đảo chiều, gió mặt trời khi đi ra có hình xoắn kiểu chữ S trước khi bay thẳng. Những hình xoắn này không phù hợp với bất kỳ mô hình nào trước đây và các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được. Dòng xoáy gió mặt trời là một ngạc nhiên thật sự. Mặc dù các nhà khoa học đã dự đoán điều này khi đến gần mặt trời, tốc độ của chúng gấp 10 lần so với các mô hình dự đoán trước đây. Nhiệm vụ của tàu thăm dò Parker sẽ tiếp tục trong khoảng 5-10 năm nữa. Tàu thăm dò này sẽ liên tục quay theo quỹ đạo quanh mặt trời và kim tinh. Mỗi vòng sẽ tăng gia tốc và đến gần mặt trời hơn. Theo tính toán, khoảng cách gần nhất mà tàu thăm dò Parker tiếp cận mặt trời là 7 triệu km, gần hơn nhiều so với hành tinh gần mặt trời nhất là kim tinh, khoảng 46 triệu km. Tất cả vật chất trong mặt trời đều ở thể khí và plasma. Do có nhiệt độ cao, điều này có thể làm cho vận tốc quay ở vùng xích đạo nhanh hơn ở các vùng có vĩ độ cao hơn. Vận tốc quay khác nhau ở các vĩ độ của mặt trời tạo ra đường xích từ xoắn vào nhau theo thời gian, tạo ra các vòng hoa từ trường phun ra từ bề mặt của mặt trời và tạo ra các vệt đen mặt trời và các tai lửa mặt trời. Từ trường của mặt trời mở rộng ra ngoài ranh giới của nó. Plasma trong gió mặt trời bị từ hóa mang từ trường của mặt trời vào không gian, tạo ra từ trường giữa các hành tinh.